Giới thiệu với các bạn, đây là trên tay tôi đang cầm, đây là Falcon Elox 304. Sử dụng 100% chất liệu EOS 304. Phao này là DNL27. Phao sử dụng trái banh bằng Elox, cần Elox, ốc Elox, thân cũng Elox. Bên sau sử dụng ti ron cao su. Ti ron cao su. Cơ bản chiếc phao này cũng là khá là mắc. Nếu đúng chuẩn 304 hàng chính hãng thì giá nó rơi vào khoảng 280.000. Bây giờ trên thị trường rất bán loại phao hàng giả sử dụng Elox 2.1 cho nên là rất nhanh hư. Các bạn tại sao mà đừng nói mua phao Elox về mà tại sao nó vẫn hư nha. Tại vì nó không phải là chiếc phao cơ chất lượng. Như các bạn thấy ở đây, phao cơ này là hàng nhập khẩu của Đài Loan, có thời gian bảo hành là 1 năm, 1 đời 1. Nắp chiếc phao này cũng khá đơn giản. Khi ta quay bồn nước, đây là con ốc điều chỉnh mực nước. Khi ta vặn vào thì nó sẽ ra đây. Đây, con ốc này là được vặn. Mở vặn chặt vào là nó chỉnh lên chỉnh xuống. Rồi, đẩy nắp. Con ốc này điều chỉnh mực nước. Siết chặt ở đây. Rồi. Khi mà ta vặn chặt này mực nước vào. Đó, khi mà ta siết chặt này, khi mực nước đóng nó sẽ bẩy lên đây. Đấy. Đây, ta có thể cho thấp xuống nguyên lên vị trí đây. Cho sao sao cho nó vừa. Đây. Đây, chỉnh trái banh cao này, các bạn thấy không? Đây là lực nước. Từ đây là lực nước nó sẽ ngắt. Còn ta hạ thấp thì ta mở cái này ra. Đấy. Được, nó sẽ. Từ đây nó sẽ tự ngắt. Đấy, nó chỉ có một xíu thôi, các bạn thấy không? Lấy thẳng vào này. Đấy, tới đây là nó chỉ được 1/4 thôi. Đó, khi mà ta mở con ốc này ra nó sẽ cao lên. Đó. 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 Rồi, đây là ren ra. Đây. Ta sẽ cho đây. Các bạn nên nhớ rằng các bạn có một cái gioăng nha, gioăng cao su nó nằm đây. Rồi ta đút vào đây. Đấy, đây. Đó. Bỏ qua. Đây, cái phần này đây luôn. Quấn quanh. Ta bắt đầu cho xoáy ren nhựa. Stop một cái. Bắt đầu bơm keo. Đấy. Ta sẽ tiến hành. Đó. Đây, tiến hành mở nước. Khi mà lực nước đóng ngay đây, phao sẽ ngắt. Sôi sôi trong này, sôi trong này. Đây này, đây là con ốc điều chỉnh mực nước. Ta có thể cho nó mở rộng ra, cho nó đầy theo ý muốn của mình. Cho cao hay thấp thì ta có thể chỉnh con ốc này. Đó. Để tôi
sẽ lấy kìm cho bạn. Đó, đó thì mình chỉnh mực nước ở đây, để mực nước tới đây là xe quả bóng xe ngắt lên nó sẽ đầy ở đây. Đó, đó, thấy không? Thôi xuống, thôi xuống đây rồi. Đó, nhưng mà mực nước rơi này, con này sẽ đóng ngắt. Đó, ngắt đây. Và mình thả cho nó là lấy nó đầy ra, xe mới đầy ra sẽ ngắt. Đó. Đó, nhìn nó rất đơn giản. Các bạn cứ vậy là làm theo nha. Chào các bạn.